Xin chào các bạn, và video clip này hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái chức năng Hold, chức năng giữ số hiển thị trên màn hình của cân điện tử JWL. Xin mời các bạn quan sát một cái ví dụ minh họa cụ thể đây ha. Chúng ta sẽ có một cái con ốc và chúng ta bỏ lên đĩa cân, hiện tại là 5.6 gram. Bây giờ chúng ta, ví dụ chúng ta lấy con ốc xuống thì cân nó vẫn hiển thị 5.6 gram. Và cái tính năng nó tạo ra rất hữu ích khi mà chúng ta muốn lưu trữ lại số liệu bằng cách ghi chép, hoặc là có cùng nhiều người quan sát màn hình, hoặc là cái việc mà lấy cái vật cân ra khỏi đĩa cân một cách vội vã mà để chỉ để lại cái hiển thị số mà thôi, thì nó làm cho quá trình cân đếm hoặc là quá trình sản xuất hay sử dụng cân của mình nó diễn ra có thể hiệu quả hơn. Thì quá trình mà cài đặt cái tính năng này như thế nào, thì hay là có những cái cách hiển thị như thế nào, thì xin mời các bạn quan sát cụ thể cái video lúc này. Đầu tiên thì cái chức năng hiển thị giữ số này nó có ba cách hiển thị. Thứ nhất đó là không có giữ lại hiển thị, không có giữ lại cái màn hình lưu này. Thứ hai là khi mà đặt lên vật cân lên, khi mà cân ổn định thì cân sẽ tự lưu, và đến khi nào mình bấm cái một phím bất kỳ nào đó thì nó mới hết lưu. Còn cái khả năng thứ ba, cái trường thứ ba là chúng ta sẽ bấm cái nút hold rồi này, lúc này thì nó cân nó mới tạm lưu cái hiển thị số này. Còn nếu mà chúng ta không bấm nút hold thì nó cũng không hiển thị. Như vậy là nôm na thì có ba cách hiển thị cái tính năng hold, tính năng giữ số này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm set để vào cái chức năng hold. Thì nếu mà các bạn ở màn hình mà các bạn có những cái hiển thị cái những màn hình này, chức năng này, thì chúng ta dùng hai cái phím T hoặc là MR này để di chuyển đến khi nào đến hold, thì chúng ta bấm M trừ set để xác nhận. Và bây giờ thì nếu như các bạn mà không cần sử dụng đến chức năng giữ số này, chức năng hold này, thì các bạn di chuyển cái phím này và đến khi nào là hold không thì mình bấm M cộng để xác nhận, và sau đó thoát ra để cân bình thường. Thì bây giờ thì cân đã trở về quá trình cân bình thường, mà chúng ta sẽ bỏ con ốc này lên, hiện tại là 5.6 gram. Nhưng mà ví dụ chúng ta lấy khỏi con ốc ra xuống thì cân lập tức trở về không. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai là chúng ta muốn là cân sẽ giữ số lại khi mà chúng ta lấy cái vật cân ra khỏi đĩa cân, thì chúng ta sẽ chọn là hold xác nhận, rồi chúng ta sẽ chọn là hold 2, rồi chúng ta bấm M cộng để xác nhận, và sau đó chúng ta thoát ra. Bây giờ cân bình thường, chúng ta sẽ bỏ một cái vật cân lên nè, 5.6 gram, và chúng ta sẽ lấy xuống nè, thì cân đã hiển thị 5.6 gram. Cân sẽ còn hiển thị mãi cho đến khi nào chúng ta bấm bất kỳ một phím nào đó trên màn hình thì nó sẽ trở về không. Và cái trường hợp thứ ba là khi nào chúng ta cần thì chúng ta mới bấm giữ số, thì đây thì chúng ta sẽ bấm vô set và chọn hold và di chuyển qua hold 4, và chúng ta bấm M cộng để xác nhận, sau đó thoát ra. Thì lúc này chúng ta sẽ bỏ ốc này lên 5.6 gram, và bây giờ thì chúng ta cần giữ thì chúng ta mới bấm nút hold này, khi đó thì nó sẽ giữ lại số, và bấm bất kỳ một cái phím nào đó trên màn hình là nó sẽ thoát ra. Bây giờ thử làm một trường hợp nữa là 5.6 gram, và sau đó là chúng ta không có bấm nút hold này nữa, chúng ta sẽ lấy con ốc này xuống thì cân sẽ trở về đây. Thì thông thường thì nhà sản xuất sẽ để lại cái tính năng mặc định là hold 4 này để khi bạn cần thiết thì bạn bấm hold, còn không cần thì thôi. Nếu các bạn cảm thấy mà khó khăn trong quá trình cài đặt hay là cần những cái hỗ trợ nào khác về cân điện tử JWL, là xin mời các bạn liên hệ với trang web hoặc là số điện thoại live trên màn hình. Còn nữa, xin cảm ơn các bạn.